đến với tủ bánh mì không đồng của chị Bảy Nga hôm nay là chị Bảy một chia sẻ 80 kg bún hôm nay 14 hôm nay âm lịch bún chay thế này chia sẻ là 50 kg bún như là con cũng phụ chị Bảy là vô một bún sẵn như thế này vô bún rồi chả chủ đi ăn bà chủ ở trong nhà Vậy vậy? Mắm chai hả? Vậy vậy? Tiền non kìa. Tiền non kìa. Bữa nay mắm chai này nè. Để nè, để lấy cho cái giảnh hủ, hủ đồ hủ. Này là rau. Không mấy đây tôi đi mua cho. Tôi quen xe tôi chạy được. Bao vậy? Xe lạ vậy cũng khó. Quen này chạy không được hết rồi. Ừ. Ê. Ô, hay vậy. Hủ hồn không biết. Ủa nãy giờ không có hả? Không. Hồi tối hồi sáng vậy đó. Thấy thiếu thiếu gì. Không nhớ rồi. Ở đó đưa qua đây tôi lấy rau cái tôi để vô luôn à. Dạ dính rồi. Để nó tương chứ. Rồi của con để rồi. Cũng vậy đó. Vậy đó rồi. Rồi đó là ta đi hết rồi. Cái này cũng được, nó ngon, sáng nó ít rượu tí. Cái này để nó mắm vô tôi. Làm là mà có ích cho xã hội thì ráng. Mình còn làm được, mình làm chứ. Câu nói hay quá ha. Góp vừa kỳ góp hả? Này để góp vừa kỳ góp. Gấp người ta ăn chân. Không có không gấp của thì gấp công ha. Ừ. Có của thì gấp của ai có công gấp công. Cống hiến được gì cống hiến. Công quý hơn nữa. Có công có của được. Dính. Con lấy chưa? Để gọi đây này có đi làm không nha Dính? Có kêu là muốn quan nữa là mà tôi tiền cho nó trời. Mình già mình đâu có mà chở được nhiều mà mình nhiều. Chứ ở đây thì sao vậy? Dạ. Hãy nó đi làm không chứ? Dạ, hôm nay con cái nhật con nghỉ. Nghỉ vô chỗ mượn chút. Dạ. Có cái việc rồi, có việc rồi đó. Dạ, chưa chị? Mắm vô chưa? Vô mỗi con rồi, vô chị hai ơi. Dạ, mắm vô. Chị cho nhà gọt ra lại. Để nó cho đó luôn không? Thằng đi nhà. Có chút đi quá. Dạ. 50 kg là chắc ra mấy trăm hộp quá ha. Dạ. Khoảng 300 hộp. Ăn như năm cái này đúng không? Lượm như năm. Mình sắp sẵn rồi đó nha. Làm cho nó nhanh. Ăn đồ chay nè. Mắm chay lại với
đồ chiên. Giờ mình thiếu giá mình hỏi. Hai cái năm. Hả? Xin bún hả? Muốn ốc nở cho bún được trước hả? Bọc hết hả? À, để chị thấy một cái năm bánh ăn mà. Dừa à. Này rồi đi em bưng bánh đi. Có gì chị Nam? Đâu em qua chở thầy với ba. Dạ bên đó chưa hết hả? À, bên đó tạm ngưng rồi. Tạm ngưng chưa có. Đây nè, đây nhóc rồi chị. Buộc tốt vậy ra không? Vậy là được rồi. Dạ, mà làm rớt mẹ. Nhìn coi xuống dưới không chị Mai. Hết hết cũng được. Rồi. Không phải rồi. Ủa, làm tay cưng rồi. Nó lấy cái thao á. Đâu về thế vậy? Này. Còn mắt còn mắt còn mắt đại vô bún mắt vô bún rồi thiếu rồi để đúng đi chơi nhé chúng ta cộng cộng thôi mà chơi vậy đi bạn dứa có một cây sắt thì làm miếng thí đưa năm cây nữa hả đủ nữa không nhưng như đấy đủ ăn đấy mắc nữa mắc quấy rồi mà bà không làm mà chưa ăn nhé mà chưa đâu có xuống không xuống vậy. Giá không có ngọt. Ngọt cái này có giá không chị? Dạ. Trời. Để giá dòm bay nữa. Tưởng vô uống chứ hả? Chưa. Để qua đây bạn uống đi. Bữa nay có anh Tư đi làm tiếp với Tư Tư Bọc. Cho anh Tư ăn nha. Dạ Tư. Mà nó ăn anh Tư không có làm. Để cái sau. Ở vậy. Không muốn ngon thế. Ba đi. Ba đi rồi để xin làm cho Tư Tư Bọc. Nghe chị để gì rồi sang đây nha. Cái này vỏ ba hộp nó đầy lên nè. Vậy đó.
Lên hả? Cho luôn cho. Ừ, đúng rồi, làm đấy luôn. Đến đi nhà hỏi cầm đó. Ủa, giá gì đâu. Nhiều chị Nam, mấy hộp? Giờ chỉ cháu giờ là 1 năm. 2 cần nữa, 2 cần nữa. Chứ cái ghế ngồi không được. Ừ, ghế, ngồi đi. Chị Ba. Rồi, ủa. Mày khó gì chị, chưa mà. Chưa có giá. Này nè. Con hốt thì mở banh ra cho hốt bỏ hốt đó bỏ mở banh ra mở đầu mà ờ vậy đó cho nó mau con rụng đúng rồi đứng dễ làm đúng có cái hộp lụm ra vậy nè bây giờ dung dung về không được cái này để bên kia nhiều lắm nữa thì nhiều cái bên bên kia chứ không đây vậy đâu để con ngồi đấy rồi rồi